các con, chúng ta sẽ cùng đến với bài học nhận biết tập nói cái mũ. Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui vì được gặp các con trong buổi học ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, chúng mình cùng lắng nghe cô đọc một câu đố nhé. Cái gì bằng vải dùng để đội đầu, trời nắng chang chang che đầu cho bé là cái gì? Chúng mình cùng nói nào. À, cô thấy có một bạn nói là cái mũ đấy. Chúng mình cùng xem có đúng là cái mũ không nhé. Các con nhìn xem, đây là cái gì? À, đúng rồi, đây là cái mũ đấy. Hôm nay cô sẽ dạy chúng mình nhận biết tập nói cái mũ. Chúng mình cùng lắng nghe cô đọc nhé. Cái mũ, cái mũ. Các con đọc với cô nào. Cái mũ ạ à. Cái mũ ạ à. Rất là giỏi. Đây gọi là vành mũ đấy các con ạ. Chúng mình cùng nghe cô đọc nào. Vành mũ, vành mũ. Các con đọc với cô nhé. Vành mũ ạ à. Vành mũ ạ à. Còn phía trên này gọi là chóp mũ đấy. Các con cùng lắng nghe cô đọc nào. Chóp mũ, chóp mũ. Các con đọc với cô nào. Chóp mũ ạ à. Chóp mũ ạ à. Và muốn cho cái mũ khi chúng mình đội không bị rơi thì còn có quai mũ đấy. Đây là cái quai mũ đấy các con ạ. À, các con cùng lắng nghe cô đọc nhé. Quai mũ, quai mũ. Các con đọc cùng cô nào. Quai mũ ạ à. Quai mũ ạ à. Cái mũ này được làm chất liệu bằng vải đấy, rất là mềm mại và được trang trí rất nhiều hoa văn. Ở đây còn có cả hai con thỏ thế này. Chiếc mũ màu hồng rất là đẹp phải không các con? Đây là mặt ngoài của chiếc mũ, còn mặt trong của chiếc mũ có màu trắng đấy các con ạ. À, chiếc mũ này thường để cho các bạn gái đi đội đấy. Ngoài chiếc mũ này ra, cô còn có một chiếc mũ khác. Mũ này gọi là mũ lưỡi chai. Mũ cũng có vành mũ và đây là chóp mũ đấy. Các con đọc lại nào. Chóp mũ ạ à. Chóp mũ ạ à. Chiếc mũ lưỡi chai này thường dùng để cho các bạn trai đội đấy. Ở ngoài được trang trí những hoa văn và ở trong chiếc mũ thì thường có màu đen đấy. Chiếc mũ lưỡi chai này cũng được làm bằng chất liệu vải đấy các con ạ. À, ngoài chiếc mũ được làm chất liệu bằng vải ra, cô còn có một chiếc mũ khác. Chiếc mũ này được làm bằng chất liệu cói đấy. Đây là cái gì ạ con? À đúng rồi, đây là vành mũ. Các con đọc lại với con nào. Vành mũ ạ à. Vành mũ ạ à. Đây là chóp mũ. Chiếc mũ cói này được trang trí một cái nơ rất là đẹp. Ngoài ra cũng có quai mũ để cho mũ khỏi bay đấy các con ạ. À, đây là chiếc mũ cói. Đây là chiếc mũ vải các bạn gái hay dùng. Còn đây là chiếc mũ lưỡi chai các bạn con trai hay dùng đấy. Hôm nay cô đã dạy chúng mình nhận biết tập nói cái mũ. Các con học rất giỏi, cô khen cả lớp chúng mình. Bây giờ cô sẽ thưởng cho chúng mình một trò chơi. Trò chơi có tên là trò chơi ai nhanh nhất. Khi cô chỉ vào cái mũ nào thì chúng mình hãy đọc to tên của cái mũ đấy lên cho cô nhé. Mũ lưỡi chai ạ. À, mũ lưỡi chai ạ. À,
mũ vải ạ. Rất giỏi, cô khen cả lớp chúng mình. Mời các con sẽ cùng đến với trò chơi nhìn nhanh đọc đúng. Đây là cái gì vậy? Đúng rồi, đây là cái mũ đấy. Chúng mình cùng chú ý vào mũi tên nhé. Là gì nào? Chính xác đấy, vành mũ. Chúng mình nhắc lại nào. Vành mũ, à. Chúng mình chú ý tiếp tục. Quan sát vào mũi tên này. Gì đấy nhỉ? À, chóp mũ, à. Các con nhắc lại lần nữa nhé. Chóp mũ, à. Tiếp tục nào. Đây là gì? Ai còn nhớ nào? Đúng rồi, quai mũ. Các con nhắc lại lần nữa nào. Quai mũ, à. Cô thấy các con chơi rất là giỏi đấy. Bây giờ chúng mình tiếp tục đến với một trò chơi nữa nhé. Trò chơi bé thi đội mũ. Ở đây cô đã chuẩn bị rất nhiều những chiếc mũ khác nhau. Các con hãy chọn cho mình những chiếc mũ mà các con thích nào. Sau đó các con hãy đội lên đầu nhé. Nếu bạn nào chưa biết đội thì cô sẽ hướng dẫn và giúp đỡ các con. Sau khi chúng mình đội được rồi, các con có thể đổi cho bạn bên cạnh để chúng mình có thể đội những chiếc mũ khác nữa nhé. Xin mời tất cả các con. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đăng ký kênh YouTube Thư viện Mầm Non để đón xem các video nhận biết tập nói.